tìm số 1 đi. Số 1. Bơ bơ. Nhưng mà đó là 15. Số này. Bơ bơ. Số này. Bơ bơ. Cái này, cái này là 2 số 1 nè. Cái này. À, đúng là như vậy. Rồi cái đó khôi cái đó ra đi. Đó, đúng rồi. Đó. Oh. Wow, cái này là cái gì vậy? Nó lên được anh đâu? Cái này. Ha. Ăn cái gì nói ngựa ngon. Ăn nửa chân. Không vệ sinh hả? Ăn hết rồi mới nói hả? Vậy là ngon rồi đúng không? Ngon không? Ngon. Thế bà biết được hả? Điện 2, nên là mình khui cái số 2 luôn nha. Kia tìm cái số 2 đi. Cái 2 đâu? Tức là 22 rồi. Đó là 2 số 2. Cái nào có 1 số 2 thôi á. Số 2 nè. Bây giờ mình tìm 1 số 2 thôi. Ở đây hả? Ồ, oh, nhưng mà cái đó là 24 rồi. Đó là số 2 với số 4, còn một ai? Bơ bơ. Cái này. Bơ bơ. Cái này. À, đúng là như vậy. Rồi. Số 2 đúng không? À, bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây. Bên đây. Wow. Hả? Kẹo gì vậy? Trong hộp quà lại có thêm một hộp quà nữa hả? Cái gì vậy? Trong hộp quà lại có thêm một cái hộp quà nữa. Em khi thấy cái ăn một cái trước thì cho ba cắn một cái nè. Ông bà nhiều nè, lên nhiều nè. Bấm bà nữa, bấm bà nữa, lấy cho bấm bà nữa. Không phải, không phải, ở đây nè. Một ngày mình... Không, để đi lên chị cái mồi nào để đi lên đi. Chọn cái này được không? Ngày là mình mở... Cái này mình ăn rất cái ngon được không? Mình mở hai cái mất rồi. Hả? Nãy giờ mình mở hai cái rồi, một con gấu với một cái này nè. Một, hai, mình mở hai cái rồi. Mình mở cái sắt này đó. Không, cái đó cũng hết. Tới mai các bạn đi làm về xong rồi mình mở chung nhau nha. Rồi.